Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Kenny đây, mình đã trở lại rồi. Hôm nay mình sẽ quay một video về một ngày học online quarantine ở nhà của mình là như thế nào. Thật sự là cũng muốn quay lâu lắm rồi mà làm biếng các bạn à. Thì sáng mình sẽ dậy lúc 7:35. Ngồi dậy, lấy cái miếng che này xuống để có nắng vào phòng nè. Đáng lý là có rèm cửa sổ nhưng mà chưa lắp được tại vì đang mùa dịch nên người ta chưa tới nhà lắp được nha các bạn. Sáng sớm thì sẽ dậy, mình sẽ bắt đầu ngày mới 100 khế đất. Mình hít không được chuẩn phơm cho lắm, mấy bạn thông cảm nha. Tắm xong rồi mặc đồng phục vào, rồi lấy kem với bàn chải để đánh răng thôi. Xong, đi vô phòng, mình cũng không quên là check những thứ cần làm trong ngày. Cái này là không có tính việc học nha, chuyện học là trên laptop hết. Push up rồi thì đánh dấu tích tích tích. Còn guitar thì chưa tập thì đánh dấu sao nè, để cho chiều mình nhớ mình tập nữa. Mót xong mấy cái lịch đó rồi thì bây giờ sẽ đi xuống dưới nhà lấy nước để uống cho buổi sáng, để bù nước cho cơ thể sau một đêm ngủ dài nha. Mấy bạn nhớ uống nước đủ đó, chứ nóng trong người nổi mụn ráng mà chịu. Tôi đã từng trải rồi, tôi biết mà. Bây giờ thì mới có khoảng 8 giờ mấy thôi, còn 20 đến 30 phút nữa mình mới vô học lần. Hôm nay quay video cho các bạn xem ngay ngày kiểm tra thi đầu luôn. Giờ ngồi ôn bài tí rồi vô làm bài thôi. Bây giờ thì vào Zoom, điểm danh với lớp rồi bắt đầu bài test thôi. Mình sẽ viết đáp án lên giấy, rồi chụp hình lại để đăng lên Google Classroom. Mình thề với các bạn luôn là môn này là môn mình không thích nhất trong năm nay luôn, mà vẫn phải học, mình phải ráng thôi chứ giờ sao giờ.
Ok các bạn, thì bây giờ trong cái lớp này mình viết bài xong rồi. Mà bây giờ sáng giờ chưa ăn gì hết. Bây giờ là gần 11 giờ sáng rồi. Mà tôi chưa ăn gì hết, tôi mới ăn được mấy cái hạt này thôi. Uống nước. Giờ đói quá. Đi kiếm gì ăn nha. Các bạn, bình thường á, mình không lên đây mình ăn đâu. Tại vì hôm nay như này thì mình đang học một cái vấn đề gọi là một cái topic, một cái chủ đề là về cà phê. Hay lắm. Thì như các bạn đã biết rồi đó, mình là người Việt Nam mà đúng không? Đất nước Việt Nam của mình nó là kiểu là đứng top 2 về sản xuất cà phê trong thế giới đúng không các bạn? Đi cái sự mà hiểu biết của cà phê khi với một thằng Việt Nam qua đây thì mấy bạn nghĩ đi, nó sẽ cao như thế nào đúng không mấy bạn? Mấy bạn nghĩ đi. Nhưng mà có một điều là mình chả biết gì cả. 12 giờ rưỡi, nãy giờ là ngồi trong lớp này là 50 phút. Ông thầy giảng bài và tôi sẽ không không nghe gì cả. Nhưng mà có một điều là ông thầy không biết. Ông cứ nói và tụi tôi không nghe. Ông cứ nói và tụi tôi không nghe. Rồi bây giờ ông hết nói thì cũng á, không á. Được ra sớm 1 phút các bạn ạ. À. Xong.